Vừa rồi đó là cách chào khi bạn gặp mặt cũng như lời chào tạm biệt. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang cách giới thiệu về tên. Thì trong tiếng Hàn cũng như là trong tiếng Việt chúng ta cũng có rất là nhiều cách để giới thiệu về tên. Các bạn có thể nói là gì? Tôi tên là Trang. Hoặc là cách thứ hai là tên của tôi là Trang. Đó, thì trong tiếng Hàn cũng vậy. Để mà giới thiệu về tên thì người Hàn cũng có rất là nhiều cách để giới thiệu bản thân mình, giới thiệu tên của chính mình. Đầu tiên chúng ta xét cách thứ nhất. Chúng ta có 저는 cộng với cả tên cộng với cả 입니다. Và chúng ta lưu ý là ở đây đối với tiếng Việt chúng ta có công thức là chủ ngữ cộng động từ cộng với tân ngữ. Tân ngữ, bình thường ví dụ trong tiếng Việt chúng ta có câu là tôi là Trang. Tôi là Trang. Thì tiếng Hàn, cái quy tắc của tiếng Hàn đó là đảo ngược lại so với tiếng Việt. Khi trong tiếng Việt chúng ta nói là tôi là Trang thì tiếng Hàn sẽ nói là tôi Trang là. Có nghĩa cấu trúc của câu trong tiếng Hàn là chủ ngữ cộng với tân ngữ, sau đó mới cộng với động từ. Đây trong tiếng Hàn sẽ là tôi Trang là. Thì tương tự như vậy, ở đây mẫu câu của chúng ta sẽ là 저는 cộng với cả tên cộng với 입니다. Chúng ta có 저는 có nghĩa là tôi này. Và tôi tên là Trang thì tôi sẽ nói là 저는 Trang 입니다. 입니다 đây là đuôi câu mang nghĩa giống như đuôi câu to be trong tiếng Anh. Là thì tôi là Trang. 저는 Trang입니다. 저는 Trang입니다. Thế thì tương tự như vậy, vận dụng mẫu câu này, chúng ta chỉ cần thay tên của các bạn vào đây thôi, vào phần chỗ chấm ở đây, đúng hoặc ở đây. Ví dụ như là bạn tên là Hoa thì sẽ nói là gì nhỉ? Đúng rồi, 저는 Hoa입니다. 저는 Yuna입니다. Tôi tên là Yuna. 저는 Hiền입니다. Tôi tên là Hiền. Vậy thì nếu bạn tên là Hải thì bạn sẽ nói là gì nhỉ? Đúng rồi, 저는 하이입니다. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây là cái cách đầu tiên để chúng ta giới thiệu về tên. Tiếp theo chúng ta có cách giới thiệu tên thứ hai. Đó là 제 이름은 cộng với tên cộng với cả 입니다. 제 이름은 창입니다. Tên tôi là Trang. Tên của tôi là Trang. Thì ở đây chúng ta phân tích mẫu câu này. Chúng ta có 제 là của tôi. Cả cụ 제 이름은 là tên của tôi. 이름 mang nghĩa là tên. Và chúng ta có 은 ở đây là tiểu từ. Tiểu từ chủ ngữ trong tiếng Hàn. Và cái tiểu từ này chúng ta sẽ học sau. Ở đây các bạn chỉ cần nhớ là 제 이름은 là tên của tôi là. Xong sau đó bạn ghép với tên và ghép với đuôi câu 입니다. 입니다 vẫn mang nghĩa là đuôi câu là. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có tên tôi là chấm 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 và bạn chỉ cần việc điền cái tên vào phần chấm 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 thôi. Thế thì vận dụng cái cấu trúc này thì chúng ta có tên tôi là Hoa thì sẽ nói như nào nhỉ? Nè, đúng rồi. 제 이름은 화입니다. 제 이름은 화입니다. Thế còn tên của tôi là Suyeon thì nói nào nhỉ? Nghe mặt chào, đúng rồi, chúng ta có 제 이름은 Suyeon입니다. 제 이름은 Suyeon입니다. Tương tự như vậy thì bạn hãy giới thiệu tên của bản thân bạn xem nào. 제 이름은 하이입니다. Tên tôi là Hải. Đây là cái cách giới thiệu tên thứ hai. Và tiếp theo chúng ta có một cái cách giới thiệu tên thứ ba nữa. Chúng ta có mẫu câu là 저는 cộng với tên
cộng với 이라고 합니다. Tên tôi là chấm chấm chấm. Ở đây chúng ta có ví dụ là 저는 창이라고 합니다. 창이라고 합니다. Tên tôi là Trang. Đầu tiên chúng ta sẽ xem đối với trường hợp mà cái tên của mình có phụ âm cuối có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với 이라고 합니다. 이라고 합니다. Chúng ta xét ví dụ 저는 창이라고 합니다. Ở đây Trang chúng ta nhìn thấy là có bắt chim y ưng đúng không ạ? Có bắt chim ngờ ở đây thì chúng ta sẽ cộng với 이라고. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có 이라고 합니다. 이라고 합니다. Bản chất của câu này có nghĩa là tôi được gọi là Trang. 이라고 합니다. Và chúng ta dịch thành là tên tôi là Trang. Tôi là Trang. Tôi là Trang. Và trường hợp thứ hai, nếu mà tên của chúng ta không có bát chim, không có phụ âm cuối, hay nói cách khác là tên của chúng ta là kết thúc bằng nguyên âm, thì chúng ta sẽ chỉ cộng với 라고 합니다. Không có y, không có y đây, sẽ chỉ là 라고 합니다. Chúng ta có ví dụ là gì? 저는 화라고 합니다. 저는 화라고 합니다. Tôi tên là Hoa. Thì chúng ta thấy hoa ở đây không có bát chim, đúng không ạ? Tương tự như vậy, vận dụng mẫu câu này, ví dụ bạn nói là gì? Tôi tên là Quang. Tôi tên là Quang. Thì chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Đúng rồi, sẽ nói là gì? 저는 Quang이라고 합니다. 저는 Quang이라고 합니다. Thế còn trường hợp nếu bạn tên là Hải thì sao ạ? Chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Đúng rồi. 저는 하이라고 합니다. 저는 하이라고 합니다. Được chưa ạ? Vậy thì vừa rồi chúng ta đã học 3 cách giới thiệu về tên. Các bạn có thể vận dụng 3 cách trên để giới thiệu về tên của mình. Và chúng ta có thể giới thiệu một trong 3 cách làm nào để cho chúng ta có thể trong nhiều trường hợp khác nhau và chúng ta sử dụng những cái cách giới thiệu khác nhau để làm sao cho tự nhiên nhất.